Kính thưa Hòa Thượng Viện Chủ Tư Viện Chư Nhân cùng các tín đồ Phật tử đoàn thành phố Hà Nội và đoàn Tây Ninh và các tỉnh thành phố khác, kính thưa các vị đại diện cho Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong xã, trong thôn, kính thưa nhà sư Thích Nhân Tịnh, từ hàng trăm năm trước đây, ngôi chùa Đại Minh được nhân dân trong thôn nhà xây dựng khang trang, tố hảo và cũng là to đẹp nhất trong hàng huyện. Chùa đã được nhiều nhà sư trông coi, tôn tạo tham gia hoạt động cách mạng, cũng có nhiều nhà sư viên tịch tại đây hóa thân tọa thiền để lại 7 ngôi tháp là di tích đời đời ghi nhớ. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc, ngôi chùa đã bị tàn phá rất nặng nề, tập trung xây dựng nên ngôi chùa là nơi truyền đạo Pháp, hướng đạo cho tín đồ Phật tử và nhân dân trong thôn. Hàng năm hội tụ về đây thắp hương cầu chúc phúc lộc cho mọi người, mọi gia đình được an lạc trường thọ, hạnh phúc ấm no. Hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm Tân Mão, tín đồ Phật tử chùa Đại Minh, cán bộ cùng toàn thể nhân dân trong thôn vinh dự được trân trọng cung đón Hòa Thượng Chư Tôn Đức cùng tăng ni Phật tử thành phố Hà Nội, thành phố Tây Ninh và các tỉnh thành khác, đề nghị toàn thể đại chúng hoan hỷ và đồng tràng khoát tay xin kính mời. Buổi tiếp đón hôm nay về phía xã, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Thiên Mít, Ủy viên Thường vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Ông Trần Đức Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự buổi cung đón hôm nay còn có các ông bà trong ban chi ủy, các ông bà xóm trưởng, cán bộ quân nhân chính, các cụ lão thành cách mạng, người có công với nước, các Phật tử cùng toàn thể nhân dân trong thôn về dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt chào mừng. Kính thưa Hòa Thượng, kính thưa các vị khách quý, với nguyện vọng của Phật tử, cán bộ và nhân dân trong thôn của nhiều năm qua có được ngôi chùa khang trang to đẹp là nơi truyền hướng đạo Pháp cho các tín đồ Phật tử và nhân dân được đầy đủ ấm no, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Văn Liễn, đại diện cho các Phật tử trong thôn nên đọc chúc thư cúng chùa. Xin kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giấy xin cúng chùa. Kính thưa Hòa Thượng Viên Chủ Tu Viện Chân Như, ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Chúng con là ban nội từ đại diện cho các cụ chân quy và cán bộ nhân dân trong thôn, thưa trình lên Hòa Thượng một việc như sau. Trước tiên chúng con xin được phép kính chúc Hòa Thượng mạnh khỏe, an lạc và trường tồn. Kính thưa Hòa Thượng, chùa chúng con mang tên Đại Minh Tự, thuộc thôn Tráng Liệt, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, có diện tích 4.355 m², được xây dựng cách đây trên 100 năm, được xếp hạng nhất nhì trong huyện, là nơi chốn tổ tu hành của nhiều thế hệ chư tăng, trải qua biến cố thăng trầm của thời gian và các cuộc kháng chiến, chùa đã bị tiêu thổ hoàn toàn, chỉ còn lại khuôn viên chùa cùng 7 ngôi tháp. Sau này được nhân dân trong thôn mới dựng tạm mấy gian chánh điện thờ Phật để nhân dân có nơi về cúng lễ chiêm bái Phật. Cảnh quan hoang sơ, đạo Pháp không có người dẫn lối chỉ đường, vào chùa theo tự phát, mang tính mê tín dị đoan. Tệ nạn
ấy đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mọi người qua bao đời nay. Đây cũng là mối lo đè nặng lên cuộc sống của các Phật tử chúng con và nhân dân trong thôn. Vì vậy chúng con đang ngày đêm mong sao có được duyên lành, có các quý sư tâm huyết đạo pháp về giúp đỡ nhân dân chúng con để giảm đi và từng bước chấm dứt những thủ tục lạc hậu mê tín dị đoan, được để đi theo chánh pháp, được mở mang trí tuệ, được vơi đi những nghiệp chướng trong đời và bớt đi những khổ đau trong kiếp sống luân hồi. Kính thưa hòa thượng, sự khao khát ấy đã thành sự thật. Nay có sư cô Thích Niên Tịnh quê ở Nhân Lý, Lý Nhân, tỉnh Nam Hà đã được tu học tại tu viện Chân Như về trông coi chùa và hướng đạo được gần 2 năm. Cộng với sự giúp đỡ của đoàn Phật tử Hà Nội do cô Đoan phụ trách, từ ngày có sư về chùa, các tín đồ Phật tử cùng nhân dân trong thôn đã có nhiều thay đổi và cách nghĩ việc làm, do bởi được học kinh sách của Phật, được nghiên cứu và học danh bút của hòa thượng chỉ giáo dẫn đường về với chánh pháp. Cùng với những việc làm cụ thể của sư cô Thích Niên Tịnh, như ngoài việc hướng đạo cho các tín đồ Phật tử trong các ngày học kinh Phật, sư cô còn thường xuyên kết phối hợp với chính quyền địa phương hoạt động làm công tác từ thiện, như xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài cho các cháu nghèo học giỏi, tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ các gia đình nghèo trong những ngày lễ, ngày Tết bằng tiền và hiện vật. Từ những việc làm, những nghĩa tình, nghĩa cả đẹp ấy đã ảnh hưởng rất lớn đến ý thức của mọi người trong thôn. Đến nay, tệ nạn mê tín dị đoan, tư tưởng lạc hậu đã giảm dần và từng bước được đẩy lùi. Việc ma chay cúng bái linh đình đã giảm đi rõ rệt. Phật tử đến chùa quy Tam Bảo và học khỏi kinh Phật ngày càng đông. Việc tu thiết xây dựng chùa chưa được nhiều nhưng nay đã khang trang và sạch sẽ. Kính thưa hòa thượng, nhờ có sự sư cô về, chúng con được học khỏi kinh sách của thầy chỉ dạy, được các Phật tử Hà Nội ủng hộ về kinh sách, tuy còn nhỏ nhưng cũng là sự thay da đổi thịt Phật giáo quê hương. Chúng con vô cùng thành kính tri ân để công đức của thầy đã dạy dỗ những hàng đệ tử như sư cô cũng như các hàng Phật tử khác. Về ban nội từ, chúng con cán bộ và nhân dân địa phương luôn ra sức ủng hộ, đồng tình với những việc làm của sư cô trong 2 năm qua. Bằng những hành động thiết thực, chính quyền thôn xã cùng chúng con luôn ngăn chặn, giải quyết những tư tưởng hành động không đúng với đạo pháp, gây khó khăn cho việc chùa, luôn tạo điều kiện trong lúc sư cô chưa đủ giấy tờ và pháp lý. Việc làm của địa phương chúng con tuy nhỏ bé nhưng với lòng thành thật thiết tha cầu chánh pháp, vậy chúng con kính mong thầy từ bi hoan hỷ tiếp nhận sự cung thỉnh cúng dường này để nhân dân chúng con được
nương nhờ cửa Phật cũng như nhờ ơn đức của thầy, và cũng đã là cơ hội trong tương lai con đường chánh pháp được phát huy và lưu tồn mãi mãi. Cuối cùng chúng con không biết nói gì hơn, xin được thành tâm kính chúc hòa thượng mạnh khỏe trường tồn mãi mãi, để dẫn dắt hậu thế chúng con vững vàng trên con đường chánh pháp. Kính bút ngày 27 tháng 10 năm 2011, con xin cảm ơn. Để tiếp theo chương trình, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu là cô Đoan ở đoàn Hà Nội lên phát biểu ý kiến. Xin kính mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy. Kính thưa tất cả các ban lãnh đạo xã, kính thưa tất cả các vị khách quý, kính thưa tất cả các cụ hai giới. Hôm nay tôi về đây thật là vui mừng mà cũng rất phấn khởi, bởi vì tôi cũng giúp được dân một chút xíu về tình hình Phật Pháp. Vậy hôm nay tôi cũng xin giới thiệu với toàn thể nhân dân địa phương với các ban lãnh đạo là hôm nay thầy tôi về đây đi thắp tùng đoàn thầy. Tôi về đây thì có cả các chú công an của Hà Nội, có tất cả các Phật tử của Hà Nội, và quý trọng nhất là có đoàn Phật tử đi thắp tùng thầy tôi từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây, và hôm nay cũng đã có mặt tại đây. Và tôi cũng xin giới thiệu có các sư từ trong tu viện Chân Như, có sư Gia Hạnh và có sư cô Liễu Huệ, có cô Trang, cô chú Mật Hạnh, là những người đệ tử ruột của thầy tôi, và hôm nay cũng về đây gọi là thăm các cụ và thắp tùng thầy tôi về đây. Đấy là các thành phần tôi xin giới thiệu với tất cả các cụ địa phương và tất cả các ban chính quyền xã huyện. Còn tôi thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn là tôi cũng chỉ biết rằng tôi là một người không hiểu tại sao duyên nợ gì với địa phương đây mà tôi là con của thầy tôi. Nhưng khi về đến đây thì tôi trông thấy các cụ, các ông, các bà, tất cả các ủy ban chính quyền, các cán bộ, tôi làm sao có một cái tâm động không phải ruột thịt, máu xương gì, thân thiết gì, nhưng làm sao mà lại thương đến thế. Cho nên tôi là một người có may mắn hơn các vị, và có một cái chút hữu duyên hơn các chị là tôi được gặp thầy tôi trước các vị. Vậy hôm nay tôi cũng muốn để dẫn dắt cho các vị được gặp thầy tôi và được gặp chánh pháp. Vậy tôi không quản ngại gì để xông vào những cái việc khó khăn giúp các vị, làm sao để các vị gặp được chánh pháp mà gặp được thầy tôi, để làm sao mà được tiếp xúc với kinh sách của thầy tôi, giáo pháp của thầy tôi, và tiếp xúc được cái chân lý như thật của Phật pháp. Thì đến nay tôi đã được hoàn thành. Vậy tôi chẳng còn có cái gì mong đợi hơn là cũng mong các vị làm sao đã cầm được pháp của thầy tôi, chúng tôi đưa đến tận tay rồi, thì các vị cố gắng học pháp và luôn luôn trao dồi để làm sao cho nó tiến bộ, và đồng thời tránh được cái tệ nạn mê tín dị đoan, để ngộ ra những cái chân lý của Phật và học hỏi được những cái gọi là tính cách sống thế nào cho nó đừng làm khổ mình và khổ người, như trong sách thầy tôi đã dạy các vị. Vậy cuối cùng tôi cũng mong các vị gọi là hết sức để trao dồi đạo pháp với nhau, để làm sao học hành tiến bộ,
Và một lần nữa tôi xin chúc tất cả các vị cán bộ và tất cả dân làng, tất cả các cụ hai giới cùng toàn thể nhân dân một lời chúc sức khỏe tốt đẹp. Kính thưa Hòa Thượng cùng các vị đại biểu khách quý, rất vinh dự cho các tín đồ Phật tử chùa Đại Vinh, cán bộ và nhân dân trong thôn Tráng Liệt được cung đón Hòa Thượng và cung thỉnh Hòa Thượng giảng giáo đôi điều tới các Phật tử và toàn thể nhân dân. Xin cung thỉnh Hòa Thượng và kính mời. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay đủ vía đủ nhân duyên thầy về đây thăm quý Phật tử và có đôi điều cùng quý Phật tử. Đạo Phật vốn ra đời là giúp cho con người thoát bốn sự đau khổ. Bốn sự đau khổ đó là sanh, già, bệnh, chết. Trong cuộc sống hàng ngày có ai nói rằng không khổ? Trong khi bệnh đau có ai bảo rằng không đau khổ? Trong khi chết có ai bảo rằng không đau khổ? Dằn vặt trước khi chết rất là đau khổ rồi mới chết. Cho nên hôm nay thầy về đây, thầy theo lời của Đức Bổn Sư Thích Ca dạy, được thân người là khó, mà gặp được chánh pháp còn khó hơn. Bởi vì trong cuộc đời chúng ta biết bao nhiêu tà pháp khiến cho chúng ta lầm đường lạc lối, mà tu tập không làm chủ bốn sự đau khổ này. Vậy hôm nay thầy xin nhắc lại, được thân người là khó. Vậy tu như thế nào để làm chủ được sự sống chết thì nó mới không uy phí uổng một đời người. Vì được thân người là khó, cho nên phải nỗ lực tu tập đúng cách thì mới làm chủ được thân người. Trước tiên thì chúng ta thấy rằng Đức Phật có dạy năm giới. Giới đó là giới người cư sĩ, chứ không phải giới của người xuất gia như thầy, mà giới của người cư sĩ. Người cư sĩ bước vào đạo Phật nên ăn chay. Bởi vì chúng ta nuôi thân mạng chúng ta bằng hoa quả, bằng rau cải. Còn nếu nuôi thân mạng chúng ta bằng sự đau khổ của loài chúng sinh thì làm sao chúng ta trả hết quả đau khổ được. Cho nên điều đầu tiên thầy mong rằng bữa gặp hôm nay quý Phật tử nên ăn hoa quả rau cải, đừng nên ăn những loài động vật mà đem sự đau khổ vào thân mình. Đừng nghĩ rằng đó là chất bổ, không đâu. Như thầy hôm nay 80 mấy tuổi rồi, xuất gia tu hành từ 8 tuổi, thế mà tới hôm nay vẫn khỏe khoắn thì không bệnh đau gì cả. Còn quý vị ăn thịt cá nhiều thì thầy thấy rằng chưa chắc đã khỏi bệnh đau. Cho nên cố gắng mà thực hiện lời Đức Phật dạy, năm giới còn đó, chúng ta hãy sống đúng năm giới để đem lại hạnh phúc cho chính bản thân mình, cho gia đình mình, cho tất cả những người thân thương của mình. Kế đó thầy xin nhắc nhở một điều nữa, để quý vị thấy hàng ngày quý vị được giải thoát, không còn đau khổ trong tâm mình nữa. Đó là mỗi khi có gặp chướng ngại pháp thì quý vị nên tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Đó là nhân, là quả. Nếu chúng ta không tạo nhân tốt mà tạo nhân xấu thì chúng ta sẽ gặt lấy những quả xấu, không thể nào gặt lấy quả tốt được. Vậy những đau khổ trên thân tâm của chúng ta, trên cuộc sống chúng ta hàng ngày đều do chúng ta tạo ra chứ không phải người khác. Nhưng khi gặp đau khổ thì mình cứ nghĩ người ta làm cho mình đau khổ. Chứ sự thật không ai làm chúng ta đau khổ, mà chính chúng ta đã làm cho chúng ta đau khổ.
và cũng chính chúng ta làm cho chúng ta hết đau khổ. Đó, do đó mà đạo Phật mới ra đời. Đạo Phật là đạo con người, chứ không phải dạy chúng ta làm tiên, làm thánh, làm thần, mà dạy chúng ta con người đạo đức, không làm khổ mình, khổ người. Chúng ta chỉ cầu mong làm người mà không làm khổ mình, khổ người là hạnh phúc lắm rồi. Cho nên những lời tuy ngắn ngủi của Phật, Thầy tóm lược lại để chúng ta hiểu mà tu tập, mà sống cho đúng, để đem lại hạnh phúc cho mình, cho gia đình mình, một cuộc an vui. Mà từ lâu chúng ta hay gặp chướng ngại, rồi do chướng ngại đó mà chúng ta gây cho đau khổ cho bản thân mình, cho mọi người khác. Đến đây Thầy xin chấm dứt buổi nói chuyện thâm tình hôm nay, chứ không thể nào là bài thuyết pháp. Vì bài thuyết pháp thì phải rút một bài kinh nào đó để thuyết pháp cho quý vị nghe. Mà nếu nói về trong kinh mà thuyết pháp thì phải có những bài kinh liên tục với nhau. Có nhiều ở đây các cô trụ trì chùa này sẽ từng dạy cho các con, các Phật tử những bài pháp mà Phật đã chỉ dạy, đem từng cái bài pháp đó rồi giải thích cho quý Phật tử hiểu. Đây là lời Phật dạy như vậy. Cho nên Đức Phật nói, pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Nghĩa là người nào không tu thì luôn luôn có sự đau khổ trong tâm. Mà người nào đến với đạo Phật biết tu chỉ ngay tức khắc là đó đã có giải thoát trong tâm rồi. Đến đây Thầy xin chấm dứt buổi nói chuyện tâm tình để giúp cho quý Phật tử hiểu biết Phật Pháp mà cố nghiên cứu cho tường tận để tìm cái Pháp hợp với căn cơ của mình, đặc tướng của mình, để thực hiện được giải thoát hằng phút, hằng giây, hằng ngày, hằng tháng, hằng năm. Không còn ác pháp nào len lỏi làm cho chúng ta khổ đau. Đến đây Thầy xin chấm dứt buổi nói chuyện ngắn hôm nay đối với Phật tử, vì còn đi thăm nhiều chỗ chứ không phải riêng có một nơi này. Mà đây là cái phước duyên Thầy về Thầy thăm đi trước tiên. Đến đây Thầy xin chấm dứt. Kính thưa Hòa Thượng và các vị đại biểu khách quý, chúng ta đã được nghe những điều giảng dạy của Hòa Thượng về đạo Pháp, về đạo độ, làm người lương thiện. Thay mặt cho Phật tử cùng toàn thể nhân dân trong thôn, xin ghi nhận chân thành tri ân và cảm tạ công đức lớn lao này. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, chùa Đại Minh luôn được quan tâm giúp đỡ của Đảng, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, nhất là trong buổi cung đoán Hòa Thượng hôm nay. Tôi xin trân trọng và kính mời ông Vũ Tinh Mích lên phát biểu ý kiến. Xin kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân. Kính thưa các đồng chí đại diện cho các ban ngành, đoàn thể trong xã và trong thôn. Kính thưa cụ Hòa Thượng, viện chủ tu viện Tư Nhân, tỉnh Tây Ninh. Kính thưa các Phật tử gần xa. Kính thưa các cụ Phật tử thôn Tráng Liệt. Hôm nay trong không khí thắm tình đạo vị, bà con Phật tử chùa Đại Minh được Hòa Thượng cùng các quý khách về thăm và vãn cảnh chùa. Lời đầu tiên, đại diện cho các đồng chí về dự, xin được kính chúc Hòa Thượng mạnh khỏe, an lạc và trường tồn. Chúc các quý khách Phật tử gần xa, các vị đại biểu, bà con Phật tử cùng toàn thể nhân dân thôn Tráng Liệt mạnh khỏe, luôn có một cuộc sống an lành và thành công trong mọi lĩnh vực. Kính thưa các quý vị, chùa Đại Minh, thôn Tráng Liệt, xã Thanh Sơn là một chùa được xây dựng cách đây trên 100 năm, có vị trí cảnh quan, quy mô và được xếp hạng trong huyện. Song chúng ta đã biết, do những biến cố thăng trầm của thời gian và trải qua các cuộc kháng chiến trầm kỳ của đất nước, chùa Đại Minh đã bị tiêu hủy hoàn toàn,
chỉ còn lại nền móng và khuôn viên và một số di tích của chùa. Những năm sau này được nhân dân trong thôn xây dựng tạm mấy gian nhà để thờ Phật cho nhân dân có nơi về cúng lễ chiêm bái Phật và cảnh quan của chùa. Mấy năm gần đây được sự đồng ý của Đảng, chính quyền địa phương, sự hảo tâm giúp đỡ của con em quê hương cùng các quý khách gần xa đã cung đức để tạo nên cảnh quan của chùa đến nay đã được khang trang và sạch sẽ. Song để đáp ứng được nguyện vọng và tự do tín ngưỡng của toàn thể nhân dân để có một ngôi chùa khang trang và tố hào như ngày xưa, chúng ta rất cần sự chung tay giúp sức của mọi người, mọi nhà bằng nhiều nguồn lực. Kính thưa Hòa Thượng cùng các quý vị Phật tử gần xa về thăm chùa Đại Minh, thôn Tráng Liệt hôm nay, chúng tôi vô cùng cảm động và ghi nhận trước những tấm lòng nhiệt tình và thân ái của các vị. Cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ của các vị về tinh thần và vật chất trong những năm qua và rất mong tiếp tục được sự giúp đỡ của các quý khách, các Phật tử gần xa trong thời gian tới. Và rất mong Hòa Thượng phát lòng từ bi hoan hỷ để cho bà con Phật tử chùa Đại Minh có cơ hội phát sáng trong tương lai trên con đường chánh pháp được phát huy và lưu tồn mãi mãi nơi đây. Kính thưa toàn thể nhân dân và bà con Phật tử chùa Đại Minh, nhân buổi gặp mặt hôm nay tôi rất mong bà con chúng ta phải tăng thêm tình đoàn kết hơn nữa. Muốn được như vậy đòi hỏi chúng ta phải có một tinh thần điềm tĩnh, hòa ái, tập trung phát triển kinh tế, bảo vệ môi sinh trong mỗi gia đình, tránh xa các thủ tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội. Chúng ta hãy cùng nhau làm ấm lên tinh thần biết hy sinh, vị tha trong mỗi người, nghĩ và làm trên tinh thần thân ái để quê hương chúng ta ngày thêm thắm đượm nghĩa tình, cùng nhau hướng tới tương lai tốt đẹp của ngày mai. Đảng, chính quyền địa phương cùng toàn thể nhân dân luôn đồng hành hỗ trợ nhà chùa trên cơ sở quy trình, quy định của pháp luật, cùng thực hiện tốt phương châm đạo pháp dân tộc nhằm tốt đời đẹp đạo mãi mãi bền lâu. Trước khi dừng lời, một lần nữa xin được thành tâm kính chúc Hòa Thượng luôn mạnh khỏe, chúc các Phật tử gần xa, quý khách, quý đại biểu cùng toàn thể nhân dân gia đình an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa tăng ni Phật tử và toàn thể nhân dân, chúng ta đã được nghe ý kiến phát biểu của ông Vũ Tiến Mích. Với sự đoàn kết chặt chẽ giữa các tín đồ Phật tử, toàn thể nhân dân xây dựng tôn tạo chùa Đại Minh để thỏa lòng mong mỏi của mỗi người, thay mặt các tín đồ Phật tử và nhân dân trong thôn xin tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông và mong rằng sự quan tâm hơn nữa của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tới phong trào của Hội Phật giáo trong thôn và kính chúc ông và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Đức Vinh, thay mặt các tín đồ Phật tử, cán bộ và nhân dân trong thôn có chút quà quê hương xin cúng dường Hòa Thượng. Xin kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Môn Ni Phật. Kính thưa Hòa Thượng cùng toàn thể đại chúng, ngày hôm nay Phật tử chùa Đại Minh chúng con và toàn thể nhân dân thôn Tráng Liệt có chút duyên này được Hòa Thượng cùng các tăng ni Phật tử thập phương về thăm nhà chùa thật là một điều vinh hạnh lớn lao. Con thay mặt các tín đồ Phật tử và nhân dân trong thôn xin kính chúc Hòa Thượng trường tồn mạnh khỏe để dẫn dắt chúng sinh ra khỏi kiếp mê mờ. Kính thưa các tăng ni Phật tử thập phương, chúc các tăng ni Phật tử thập phương mạnh khỏe hạnh phúc. Kính thưa Hòa Thượng cùng toàn thể đại chúng, để buổi hân hạnh được đón tiếp Hòa Thượng ngày hôm nay là dấu mốc thay đổi giữa chính pháp và tà pháp nhân dân. Chúng con xin ghi nhận những lời dạy bảo của Hòa Thượng, chúng con xin chân thành đa tạ cảm ơn. Xin cảm ơn các Phật tử thập phương không quản đường xá xa xôi đã dành một thời gian về thăm nhà chùa ngày hôm nay. Kính thưa Hòa Thượng cùng các tín đồ Phật tử thập phương, sau đây chúng con có chút quà nhỏ bé đặc sản của quê hương, con xin cúng dường Hòa Thượng và các tăng ni Phật tử thập phương. Con xin Hòa Thượng hoan hỷ thọ nhận để chúng con được ân đức duy trì nhân duyên này. Chúng con xin Hòa Thượng và các tăng ni Phật tử thập phương hãy yêu đãi, quan tâm, giúp đỡ
nhà chùa chúng con xin chân thành đa tạ cảm ơn. Cuối cùng tôi xin cảm ơn các cán bộ địa phương cùng toàn thể nhân dân đã đến dự buổi lễ đón hòa thượng ngày hôm nay được đông đủ. Tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân cùng các tín đồ Phật tử chùa Đại Minh, trong không khí trang trọng của buổi lễ cung đón hòa thượng hôm nay, chúng ta sẽ được nghe điều dân giáo của vị hòa thượng vì đạo pháp hướng tới con người sống lâu ấm no hạnh phúc. Chúng ta còn được nghe vị đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu ý kiến với tinh thần đoàn kết chặt chẽ trong các Phật tử, giữa Phật tử và toàn thể nhân dân trong công cuộc xây dựng quê hương mới. Thay mặt các Phật tử, cán bộ và nhân dân trong thôn, xin chân thành cảm ơn hòa thượng, các tăng ni Phật tử, đoàn Phật tử thành phố Hà Nội. Đoàn Phật tử tỉnh Tây Ninh và các tỉnh thành khác xin cảm ơn các vị đại biểu đại diện cho Ban chấp hành Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Cảm ơn các tín đồ Phật tử cùng toàn thể nhân dân đã dành những tình cảm đặc biệt tạo cho buổi cung đón hòa thượng thành công tốt đẹp. Xin kính chúc hòa thượng trường thọ, chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Tôi xin bế mạc buổi cung đón hòa thượng tại đây. Thông qua buổi thỉnh đón này, thay mặt cho dân chúng, kính mời hòa thượng cùng tăng ni Phật tử, khách thập phương, các vị đại biểu ở lại mời bữa cơm chay cùng thời gian lưu lại được hòa thượng truyền giáo pháp cho dân chúng. Xin kết thúc ở đây. Trong cái thời gian làm việc chúng ta đến đây đã kết thúc. Thế để là một Phật kỷ niệm giữa hòa thượng, cán bộ và nhân dân, các Phật tử tín đồ trong thôn, thì xin mời các vị lãnh đạo quân nhân chính, các cụ thế và các tăng ni Phật tử ra trước cửa chùa để chụp chung với hòa thượng một kiểu ảnh để làm kỷ niệm. Xin kính mời các vị đại biểu và các cụ. Còn kính lại thầy và kính lại các quý sư và kính thưa các quý khách, cho để bây giờ trong cái buổi tạ lễ, cái buổi tạ ơn thầy, chúng con xin được đặt lễ tạ thầy ban sư có ý kiến với các cụ đứng lên để tạ lễ thầy. Kính thưa các cụ hội quy thôn Trăng Nhật và toàn thể nhân dân, hôm nay rất vinh dự cho xã nhà được thầy hòa thượng về đây để giáo huấn cho tu nhân các Phật tử chùa Đại Minh thôn Trăng Nhật. Hôm nay chúng con rất vinh dự được đón tiếp thầy, đại diện cho trên 2.000 các cụ hội viên hội Phật tử chùa Đại Minh thôn Trăng Nhật. Xin kính mời thầy và đoàn đại biểu lưu lại ở lui lại một đêm hoặc trong hết ngày mai để cho chúng con được lương tựa. Xin chân thành cảm ơn.